em xin chào thầy. Em tên là Nguyễn Hùng Xuân. Hôm nay nhân dịp sinh nhật của thầy, em xin gửi đến thầy những lời chúc tốt đẹp nhất của em. Chúc thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn thành công trên bước đường của thầy đã đi. Và nhân dịp này, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy đã luôn luôn giúp đỡ cho em và dạy cho em những cái tư duy trong công việc mà và giúp cho em có một cái định hướng trong tương lai. Em luôn chân thành và ghi ơn thầy rất là nhiều. Và em sẽ luôn luôn nhớ công ơn của thầy đã giúp em để tìm cho em một hướng đi tốt đẹp nhất trong tương lai. Em xin chào thầy và chúc thầy được nhiều sức khỏe. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Kính chào thầy Dương Trung Hiếu. Em tên là Nguyễn Tấn Tài và với kênh là Tài Âm Nhạc. Và hôm nay nhân dịp sinh nhật của thầy, em xin kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và sự như ý và luôn đầy năng lượng để giúp cho nhóm MMO được hoàn thành sứ mệnh của mình. Và sau đây em xin gửi tặng đến thầy một bài hát chúc mừng sinh nhật. Mừng ngày sinh nhật Hiếu Dương, mừng ngày sinh nhật Hiếu Dương, mừng ngày Hiếu Dương sinh ra đời để giúp bao nhiêu người khó. Cùng người sinh thần Hiếu Dương, cùng người vợ hiền Hiếu Dương, mừng ngày Hiếu Dương sinh ra đời với biết bao người mến thương. Mừng ngày sinh nhật Hiếu Dương, sinh nhật Hiếu Dương, mừng ngày Hiếu Dương sinh ra đời để giúp bao nhiêu người khó. Cùng người sinh thần Hiếu Dương, cùng người vợ hiền Hiếu Dương, mừng ngày Hiếu Dương sinh ra đời với biết bao người mến thương. Em xin chào thầy. Em là Hải Yến, là leader tổ 1 và em rất là vui khi mà biết là ngày 10 tháng 10 là ngày sinh nhật của thầy. Và em cùng các anh chị ở tổ 1 thì muốn làm một cái clip nho nhỏ để gửi tặng thầy những lời chúc. Và em là Hải Yến, xin chúc thầy sang một năm mới, sang tuổi mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của thầy ở bên Mỹ. Em chúc cái giấc mơ trở thành một người đưa đò, ước mơ trở thành một người đưa đò tận tụy của thầy sẽ đưa được nhiều anh chị, nhiều người qua sông nhất như thầy mong muốn. Em cảm ơn thầy rất là nhiều vì thời gian vừa rồi thầy đã chia sẻ rất là nhiều cho bọn em để bọn em có thể thay đổi cái tư duy của mình, trở thành một người lạc quan hơn, tốt hơn. Em cảm ơn thầy rất là nhiều. Sau hơn một tháng có cơ hội được làm việc với thầy thì em cảm thấy rất là thích cái phong cách mà giảng dạy của thầy. Thầy là một người chia sẻ vô cùng tâm huyết và là một người dẫn đường tận tụy với tất cả những học viên, không kể họ là ai, đến từ đâu, ở vùng nào, nghề nghiệp là gì, mà họ thầy đối xử với mọi người rất là công tâm và góp ý chân thành, thẳng thắn để giúp mọi người đều tiến bộ. Cái khóa học này thì giúp em học được rất là nhiều bài học lớn và có giá trị và giúp em, bản thân em cảm thấy là trưởng thành lên rất là nhiều thông qua những cái lời chia sẻ, những cái hướng dẫn tận tình chi tiết của thầy cùng với các anh chị viên trong ban quản trị. Và em cũng nhìn thấy một cái tâm huyết rất là lớn của thầy hướng về thế hệ trẻ Việt Nam, về người Việt Nam để cống hiến mà giúp cho một đất nước Việt Nam tốt hơn và những người Việt Nam có cơ hội kiếm tiền và tự do trên con đường tự do tài chính và tự do về thời gian. Đó cũng là điều mà em hết sức tâm đắc. Và hôm nay sinh nhật thầy, em xin gửi lời chân thành chúc thầy có nhiều sức khỏe, có luôn luôn đồng hành với chúng em trong cái con đường MMO và chúc cho những tâm nguyện của thầy sẽ thành hiện thực. Em chào thầy, em là Tạ Di Phương, em ở tổ 1. Hôm nay khi đi làm về nghỉ trưa thì em có nhận được thông báo từ Facebook đó là hôm nay là ngày 10 tháng 10 là ngày sinh nhật của thầy. Thì nhân dịp này em xin làm một video clip ngắn để gửi
để cùng tổ một gửi tới thầy lời chúc sinh nhật ạ. Thì hôm nay nhân dịp ngày sinh nhật của thầy thì em Tại Duy Phương cùng tất cả anh chị trong tổ một cũng như học viên của thầy xin gửi đến thầy lời chúc sinh nhật là thầy có một ngày sinh nhật thật là vui vẻ, bão mát bên gia đình cũng như thật là ý nghĩa. Thì đồng thời em xin chúc cho thầy luôn có nhiều sức khỏe, luôn có nhiều năng lượng để thành công trong cuộc sống cũng như thành công trong mọi công việc, cũng như là trên con đường chia sẻ kiến thức cho tụi em. Dạ. Thì bao lâu này em chỉ biết nói bao nhiêu thôi, em chỉ biết là chúc thầy có nhiều sức khỏe, thầy luôn tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Dạ. Em xin hết. Em hết nữa. Dạ, xin chào thầy. Em xin chào thầy Dương Trung Hiếu. Em tên là Hà Vũ, hiện đang ở tổ 1. Hôm nay là ngày 11 tháng 10. Theo em được biết thì hôm nay là sinh nhật của thầy. Thì nhân dịp sinh nhật của thầy, em xin gửi lời chúc đến thầy luôn luôn mạnh khỏe và may mắn trong cuộc sống. Và bên cạnh đó thì em cũng cảm ơn thầy đã giúp đỡ mọi người trong tổ 1 nói riêng và 300 chiến binh nói chung. Em xin chân thành cảm ơn thầy ạ. Em xin chào thầy Dương Trung Hiếu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Văn Phương với tên là Hành Trình Cuộc Sống. Em được biết với thầy Dương Trung Hiếu qua một dịp tình cờ và đã được thầy duyệt cho vào group kính. Và ở đây em cũng học được rất nhiều kinh nghiệm từ MMO, từ thầy, đồng thời cũng học được những tư duy tích cực từ thầy. Và hôm nay em cũng được biết là sắp tới ngày sinh nhật của thầy, nên em có một lời chúc nho nhỏ gửi tới thầy. Đó là một lời tri ân nho nhỏ của em. Em xin chúc thầy Hiếu có một sinh nhật vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình. Chúc thầy có một sức khỏe thật là tuyệt vời, cuộc sống thì an khang và luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết, đưa thật nhiều chuyến đò MMO thành công đến với cuộc sống này. Em như là thầy, em là Vũ Trọng Bằng ở tổ 1 ạ. Hôm nay nhân dịp sinh nhật thầy, em cũng muốn gửi tới thầy những lời chúc tốt đẹp nhất. Em xin chúc thầy luôn mạnh khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc ạ. Em rất là biết ơn thầy, thầy đã cho em biết được những cái giá trị tốt đẹp nhất của cuộc sống, biết trân trọng, biết ơn những cái giá trị tốt đẹp đó. Trong tương lai em cũng rất hy vọng rằng mình có thể được một phần nào đó giống như thầy, có thể chia sẻ những cái giá trị tốt đẹp đến góp phần xây dựng cho cộng đồng và xã hội. Một lần nữa thì em xin chúc thầy luôn thành công trên con đường mà thầy đã chọn ạ. Và em rất là tin tưởng cái tâm nguyện của thầy sẽ sớm được thành công ạ. Vì đó là một cái mà xã hội và cộng đồng đều rất là mong chờ. Và em xin chúc mừng thầy, chúc thầy luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Em xin chào thầy ạ. Sinh nhật thầy Dương Trung Hiếu là một người thầy
rất tận tụy và rất tận tâm trên con đường MMO của chúng ta đó quý anh chị các bạn. Rất ok, thì hôm nay mình có tổ chức sinh nhật cho thầy. Thì nói sinh nhật thầy chứ thật ở đây thì mình chỉ có một mình ngồi đây thôi, thì mình ăn hết cái quả bánh này rồi chứ không ai đâu ha. Ok. Rồi, giờ để tiếp tục chương trình thì mời quý anh chị và các bạn cùng mình hát bản chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you, happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật của thầy Dương Trung Hiếu. Mừng người đưa đò tầng thầy. Chúc cho thầy được khỏe để tạo những cái động lực cho chúng em. Happy birthday to you, Dương Trung Hiếu. Ok, thì mình không có gì hết. Mình chỉ chúc thầy được mạnh khỏe và dồi dào sức khỏe đó, để đem ra những cái giá trị mới đến cho chúng ta, để chúng ta có thể thành công trong cái con đường MMO. Sẽ bánh ăn thôi ha. Chúc mừng sinh nhật. Đây đây. Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday. Thầy Dương Trung Hiếu. Giờ mình sẽ bánh nha. Đây, quả bánh kem rất tuyệt vời. Mời các bạn gói bánh kem chúc mừng sinh nhật thầy Dương Trung Hiếu nha. Thì ăn bánh kem mà cái kia thì nó đâu có ngon làm gì đâu mà ăn ít chà chà ôi chà vâng cái nhà ăn về mới sướng. Sinh nhật thì ngày vui, mình cứ ăn chơi quậy phá thoải mái. Ok các bạn, và đừng quên phát triển tư duy, phải sống vì đam mê thì chúng ta sẽ thành công trên con đường màu bộ. Ai nói rõ hơn là lấy tiền trên trời, lấy tiền trên trời, lấy tiền trên trời. Rất tuyệt vời. Và em là Hải Yến, xin chúc thầy sang một tuổi mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của thầy ở bên Mỹ. Em xin gửi lời chân thành chúc thầy có nhiều sức khỏe, có luôn luôn đồng hành với chúng em trong cái con đường MMO, và chúc cho những tâm nguyện của thầy sẽ thành hiện thực. Chúc thầy luôn có nhiều bao nhiêu người khó cùng người sư thần hiếu sư. Tại Di Phương xin gửi đến thầy lời chúc sinh nhật thầy có một ngày sinh nhật thật là vui vẻ, bỏ mát bên gia đình cũng như thật là ý nghĩa. Mừng ngày sinh nhật thầy của em, xin em xin chúc thầy Hiếu có một sinh nhật vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình. Em xin chúc thầy luôn mạnh khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc ạ.